đó, bây giờ Duy vô đường Bùi Viện quý vị. Thì Duy ngừng đây vài phút. Duy nói về cái căn nhà mà hiện tại bây giờ mình có thấy nè, vì trước mặt mình có thấy nè. You only live one á. Live one. Mình nghe Duy có xem một cái bài báo viết về cái tòa nhà này là nó có hồi trước năm 75 tới giờ vậy. Rồi bây giờ là Duy đi thẳng vào đường Bùi Viện. Đường Bùi Viện là một trong những cái con đường cũng thuộc về phố đi bộ Bùi Viện á, là nơi tập trung rất đông đúc khách quốc tế. Khu vị khu này là ăn uống cho tới nhà ở đắt đỏ. Đây. Nhà phố đi bộ Bùi Viện này nếu mà để đến đây chơi thì các bạn nên đi vào ban đêm ha. Khách quốc tế hay đến đây, đặc biệt là khách Việt kiều ha, về nước thì hay đến đây chơi. Ở đây có đủ hết, ăn uống, ăn quán bar ha, quán rượu ha. Bây giờ thì thấy và cũng không tính đổi sung túc lắm chứ ban đêm nè, các bạn thấy không? Còn khách Tây không á. Đi cái hướng của Duy đi thì bị ngược ánh sáng mặt trời, trong solar nhìn thấy không đẹp. Nhưng mà Duy sẽ đi xuống tới khúc dưới, Duy chạy vòng lên một lần nữa cho quý vị xem ha. Giờ Duy đi thì nó không có đúng với lại cái giờ mà sung túc nhộn nhịp. Bây giờ sung túc nhộn nhịp thì bắt đầu từ 7-8 giờ tối hay gì ha. Duy vào đây Duy sẽ đi quanh ngược trở lại cho quý vị xem. Đây là cho thuê xe nào vậy, nó toàn là xe đó cho thuê á. Người nước ngoài họ đến đây họ rất thích thuê xe, họ đi tự do ha. Nhiều lúc họ thuê chiếc xe họ đi qua tới Campuchia luôn. Ghê thiệt. Hôm vừa rồi Duy có gặp mấy bạn Tây ở bên Campuchia mà họ thuê xe từ Phạm Ngũ Lão luôn. Đây là ra khu vực Phạm Ngũ Lão luôn quý vị. Khu vực Phạm Ngũ Lão này là cũng là cũng trùm luôn á, toàn là khách Tây không vậy. Đó phía trước đó là công viên 23 tháng 9 á. Duy đang chạy trên đường Đỗ Quang Đậu với lại Phạm Ngũ Lão với Bùi Viện vậy. Giờ Duy rồi vòng qua Phạm Ngũ Lão ha. Ông nội nãy tự nhiên lại là cái câu độ của mình. Duy đang chạy đến đường Phạm Ngũ Lão vậy. Khu vực này là có rất nhiều cái công ty lữ hành, công ty lửa Việt ha, là cũng nằm trên đường này nè. Đi du lịch, book tour đi du lịch thì các bạn cứ ra đây, đi Campuchia ha, đi Thái Lan ha, mua vé đi các nước ha, rồi đi các tỉnh miền Tây của chúng ta đi du lịch trong nước nữa.
ghi quẹo vào đề thám ha. Khu vực này là phường Phạm Ngũ Lão nha quý vị. Wow, phụ diện chỉ có một chiều thôi, chợ làng quảng bị đợp cái bà luôn. Rồi mình ra ngoài Trần Hưng Đạo luôn vậy thôi. Đó, phía trước mặt Duy đó có nhà thờ Tin Lành á, Duy Hội Sài Gòn á. Chưa vậy mà giờ trang trí trước Giáng sinh trước rồi vậy. Rồi Duy đang đi trên đường Trần Hưng Đạo nha quý vị. Khu vực này phường Phạm Ngũ Lão quận 1. Giờ để Duy đi đường trong đi, nó bên phải nè. Hiện tại bây giờ là Duy đang đứng trước đây là nhà hát Trần Hữu Trang nè quý vị. Đó. Nhà hát Trần Hữu Trang này hình như mới làm lại ha. Đây là chuyên tổ chức những show diễn cải lương hoặc là chương trình ca nhạc, chương trình cải lương mà người ta gọi là thi giọng chuông vàng nè quý vị. Duy đang chạy trên đường Nguyễn Cư Trinh nha quý vị. Duy vòng qua đường Cống Quỳnh như vậy. Đây có đường, có cái trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nằm trên đường Cống Quỳnh đó gì. Phía trước chúng ta phía bên tay phải là có chợ Thái Bình đó gì. Chợ Thái Bình là một trong những chợ cũng lâu đời lắm đó gì. Đó, chợ Thái Bình bên phải đó gì. Không có thời gian để review chợ Thái Bình này quý vị ơi. Thứ nhất là bây giờ cũng chiều rồi, chợ cũng không có còn bán sung túc lắm. Ở cái trước mặt Duy này quý vị, đó cái tòa nhà mà có cái bảng quảng cáo bia này quý vị. Hồi trước đây là rạp hát, nó là gì, rạp chiếu phim đó vậy, Cải Hoàng quý vị. Đó, ngay góc này là rạp Cải Hoàng nè, bây giờ không còn nữa. Đó, ngay góc này nè quý vị. Rồi, Duy vẫn còn đang chạy trên đường Cống Quỳnh, khu vực này là phường Nguyễn Cư Trinh như vậy. Đó,
lần nữa Duy thân mến chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng được bình an và hạnh phúc nha. Bởi vì Duy thật sự mang ơn và biết ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi clip của Duy. Duy cũng vui và mừng lắm, bởi vì tất cả những người làm YouTube mà được tất cả khách quan tâm xem clip của những người làm YouTube, và đặc biệt là quý vị xem luôn cả quảng cáo, thì điều đó là thật là diễm phúc và hạnh phúc cho những người làm clip như Duy. Bởi vì quảng cáo là chi phí để cho Duy và tất cả những người làm clip có điều kiện đi quay clip cũng như là tồn tại. Quý vị, Duy cảm ơn quý vị nhiều lắm. Rồi đi qua đường Phạm Viết Chánh quý vị. Khu này, khu vực này có bệnh viện Từ Dũ quý vị. Có cái ngã 6 quý vị. Ngã 6 thì có rất nhiều con đường, chẳng hạn như là Phạm Viết Chánh Duy ra ha, rồi đường Nguyễn Thị Minh Khai ha, rồi Lý Thế Tổ ha, rồi An Dương Vương ha, rồi Nguyễn Văn Cừ nữa quý vị. Bây giờ Duy mời quý vị cùng Duy đi qua cái cục bên này luôn.